Chúng ta vừa nghe bài dân ca Hơ Rê mang tên Hát mừng đất nước đẹp tươi do tác giả Ngọc Phan viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang và Túc Nữ trình bày. Sau đây với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hà Vi, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Dạo Dực Cao Nguyên, lời của soạn giả Hồ Đạt Chính. Bầu trời Tây ngát hương nồng nàn, mặt trời lên tươi nụ cười. Niềm hạnh phúc đó ơi buôn làng, cuộc đời nay khác xưa kia rồi. Rừng già cao nguyên đã đưa điện về, cuộc đời ta thêm rộng dài. Nào người đồng chí đã bao năm rồi, nặng tình cao nguyên nên không rời. Cùng người cao nguyên đắp xây cuộc đời, chung câu hát đắp xây cuộc đời. Bầu trời Tây ngát hương nồng nàn, mặt trời lên tươi nụ cười. Niềm hạnh phúc đó ơi buôn làng, cuộc đời nay khác xưa kia rồi. Rừng già cao nguyên đã đưa điện về, cuộc đời ta thêm rộng dài. Nào người đồng chí đã bao năm rồi, nặng tình cao nguyên nên không rời. Cùng người cao nguyên đắp xây cuộc đời, chung câu hát đắp xây cuộc đời. Ta ca hát hơi hơi lâm trường, nhìn cà phê chín âu nương đồi, nhìn rừng cao xanh sang bồi hồi là niềm vui cho mọi người. Ai đưa ánh sáng cho buôn làng, ai gieo nắng ấm cho buôn nhà. Bầu trời cao nguyên xanh mượt mà, đường về cao nguyên nghe rộn ràng. Bầu trời yêu thương đang mong chờ. Nghệ sĩ ưu tú Hà Vi vừa trình bày bài Dực Cao Nguyên, lời của soạn giả Hồ Đạt Chính. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhớ ơn Bác Hồ, đồng bào. Rút ngành AIGC, tức là tạo nội dung nhờ trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Hiện văn bản này có sự bổ sung lẫn nhau giữa kiểm soát của chính sách và cả phải thật sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Vẽ của AI tạo sinh, động thái ban hành các quy định quản lý ngành này là cách để Trung Quốc. Của tác giả Dư Quốc Vương do nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi thể hiện. Ca từ kết hợp cùng giai điệu.